Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cảnh báo lừa đảo được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Các hình thức vay vốn trả góp ở những công ty tín dụng hay những ngân hàng đã không còn mấy xa lạ với mọi người hiện nay. Đặc biệt, khi ngày nay thì thủ tục ngày càng đơn giản, chỉ cần có chứng minh nhân dân, bằng lái xe và một cuộc điện thoại để xác nhận với người thân là đã có thể vay được tiền. Lợi dụng điều ấy mà kẻ gian và đồng bọn đã âm mưu lên kế hoạch lừa đảo. Hãy cùng với Thúy Quỳnh theo dõi tình huống tái dựng ngày hôm nay. Theo lịch đóng lệ phí, nhân viên ngân hàng đến nhà khách hàng để thu phí thì tá hỏa khi biết họ không hề làm hồ sơ vay tiền, nhưng tên và số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà lại chính xác. Thấy thông tin mập mờ, nghĩ có chuyện chẳng lành, nhân viên ngân hàng liền lập tức báo công an vào cuộc điều tra. Lần theo manh mối người cộng tác viên cung cấp hồ sơ cho nhân viên ngân hàng, công an đã theo dõi bọn chúng đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền chót lọt. Bằng nghiệp vụ điều tra, cơ quan đã buộc bọn chúng phải khai nhận toàn bộ quy trình làm giả hồ sơ, đến ký giả thay. Mọi thứ diễn ra chót lọt, đến một ngày, chúng cũng bị cơ quan điều tra sờ gáy tóm gọn. Bằng sự sáng suốt và nghiệp vụ của mình, cơ quan điều tra cuối cùng cũng đã tóm gọn được bọn chuyên làm giả hồ sơ vay vốn. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các công ty, ngân hàng chuyên cho vay tín dụng. Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục cho vay rõ ràng, cũng như là kiểm tra hồ sơ thông tin cá nhân. Tốt nhất nên tìm đến địa chỉ nhà chính xác rồi mới tiến hành thủ tục cho vay quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào số phát sóng ngày mai.